1 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2023, một nhóm khủng bố có tổ chức nhằm chống chính quyền nhân dân, có sự chỉ đạo trực tiếp từ đối tượng phản động Phunro lưu vong ở nước ngoài. Các đối tượng được trang bị vũ khí rất manh động, liều lĩnh, man dợ, vô nhân tính, bất chấp đạo lý và pháp luật. Bọn chúng đã tấn công trụ sở xã Ia Thiêu và Ia Cờ Tùa, huyện Chư Quỳnh, tỉnh Đắk Lắk và sát hại 9 người, đốt phá, hủy hoại tài sản của người dân. Nhìn cái khung cảnh đối tượng để lại tại trụ sở ủy ban xã Ia Thiêu và Ia Cờ Tùa, chúng tôi không cầm lòng được. Thấy là các đối tượng là rất dã man, giết đồng đội, đồng chí, đồng bào của mình như thế, cố gắng sao bắt đối tượng là xử lý. Cán bộ chiến sĩ của công an tỉnh cũng như của bộ công an với một sự quyết tâm rất cao, với một cái tinh thần trách nhiệm, quyết tâm phải bắt hết số đối tượng, không để chúng lẩn trốn. Báo cáo đồng chí, hiện tại có một nhóm đối tượng đang tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân xã Ia Thiêu. Đề nghị các đồng chí sẵn sàng tác chiến. Các đồng chí nói chưa? Thực hiện ý kiến chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh, phòng cảnh sát cơ động, công an tỉnh thi hành nhiệm vụ đặc biệt. Các đồng chí nói chưa? Lên đường. Nhận được tin báo, đồng chí giám đốc quân tỉnh cũng đã báo cáo ngay với lãnh đạo bộ, với đồng chí bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban dân tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo. Trong đêm là chúng tôi cũng đã tăng cường 500 cán bộ chiến sĩ, trong đó có 200 cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động của lực lượng PK02. Các đồng chí là cái khu vực này là đối tượng là sau khi gây án là chạy về hướng này. Các đồng chí là triển khai lực lượng và các đồng chí có cơ chế thông tin phù hợp với nhau để nhằm sau khi bắt đối tượng đề nghị các đồng chí triển khai. Đến cách trụ sở ủy ban xã Ia Tua được khoảng 300m là phát hiện một cái xe tải chắn ngang đường. Chúng tôi vừa đến cách xe tải được khoảng 30m. Thì đối tượng ngay lập tức chạy ra tấn công bắn trả về hướng anh em công an. Sau đó có sự chi viện ngay lập tức của lực lượng cảnh sát cơ động tỉnh. Trên đường là nghe thông tin là đối tượng rút về xe của tôi, chúng tôi triển khai quân ngay cho xã. Ở khu vực đó phải xe chắn ngang, chúng tôi xuống là không thể sử dụng phương tiện được. Chúng tôi phải hành quân đi bộ, triển khai lực lượng đi bộ, một toát đi bộ ở tại đó, phân công ra nhiều tổ bao vây khu vực, không cho đối tượng tẩu thoát. Với một cái yêu cầu đặt ra là không để các đối tượng đã gây ra vụ khủng bố trốn ra khỏi địa bàn của huyện Chư Quynh. Vấn đề thứ hai, không để các đối tượng tiếp tục có hành vi gây án, gây thiệt hại về người, về tài sản ở trên địa bàn của huyện Chư Quynh nói riêng cũng như là địa bàn của toàn tỉnh. Với cái yêu cầu này đặt ra, lực lượng ngay trong đêm cũng đã tiến hành bao vây, chia cắt, khoanh vùng để mà tập trung chúng ta truy bắt các đối tượng đang lẩn trốn và thu hồi vũ khí. Chúng tôi chia ra làm hai mũi, một mũi của lực lượng cảnh sát cơ động là tiến thẳng vào trụ sở ủy ban nhân dân xã Ia Cờ Tùa, còn tôi cùng tổ của anh em con huyện, như tôi dự tính đường di chuyển của đối tượng, tôi nghĩ rằng đối tượng có thể tấn công các xã tiếp theo trên cái đường rút của nhóm này. Cho nên là tôi dẫn tổ của anh em công an huyện là đi bọc ngược lại các xã ở cánh đông của huyện
chúng tôi đã tập trung, thứ nhất là không cho đối tượng tiếp tục là gây án, thứ hai nữa là tập trung khoanh lùng, truy lùng đối tượng, tất cả các mũi không cho đối tượng chạy thoát, và sử dụng chó nghiệp vụ để truy theo cái nguồn hơi của đối tượng. Trong đêm đó thì chúng tôi đã tập trung các lực lượng và phối hợp các lực lượng để triển khai ngay trong đêm này. 5 giờ sáng ngày 11 tháng 6, sau 4 giờ truy vết và khoanh vùng, ngăn chặn hướng tẩu thoát của các đối tượng, lực lượng truy bắt Bộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện những dấu vết đầu tiên. Từ đó xác định được khu vực lẩn trốn của nhóm khủng bố. Khoảng hơn 5 giờ sáng, chúng tôi bắt đầu tìm thấy dấu vết, nghi là dấu vết tẩu thoát của đối tượng. Thì chúng tôi có phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động tỉnh tại thôn 19 xã Egatua. Khi chúng tôi vào đến nghĩa địa thôn 19, để phát hiện một phương tiện giao thông và có nhiều dấu vết để lại trên hiện trường, như dấu vết là bỏ trốn của đối tượng. Trong thời điểm là vừa qua là có mưa, cho nên là những dấu vết chân hoặc là những cái là để lại là chúng tôi là các là sử dụng cái động vật nghiệp vụ là truy theo. Thì cho đến là các là buổi sáng thì chúng tôi là phát hiện ra là các cái xe của đối tượng sử dụng phương tiện đó là để vứt ở trong các lùa cà phê. Có một xe thì vứt ở tại cái nghĩa địa của dân, và còn 5 xe thì chạy về cái hướng là cái cánh đồng ruộng và vứt lại đó. 6 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 6, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk triệu tập cuộc họp khẩn cấp, triển khai phương án chống khủng bố, huy động tổng lực hỗ trợ ổn định cuộc sống cho người dân và phối hợp chốt chặn, truy bắt nhóm khủng bố. Tình huống cấp bách rồi, bây giờ báo cáo đồng chí là tập trung triển khai ngay các cái nội dung theo phương án A2, hậu cần trang bị vũ khí, quân trang quân dụng cho anh em, chủ động trực 100%. Xác định đây là cái nhóm khủng bố vũ trang sử dụng vũ khí quân dụng và các loại vũ khí tự chế khác nữa. Cho nên cái việc mà xác định để mà bắt giữ số đối tượng này là hết sức phải thận trọng để đề phòng cái sự chống trả gây thương vong cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân. 7 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6 năm 2023, sau khi lần theo dấu vết để lại tại cánh đồng gần khu vực nghĩa địa, lực lượng truy bắt đã có những phát hiện đầu tiên về nơi ẩn náu của các đối tượng. Có một đồng chí nghĩa vụ là của thuộc BK02 ấy, thì đồng chí đi ra thì phát hiện là có rất là nhiều đối tượng đang ngồi ở trong cái khu vực lô cà phê đó. Thì đồng chí là chạy xuống và thông tin lại cho đồng chí An và tôi. Chúng tôi di chuyển lên thì là các đối tượng này là phát hiện. Thì bắt đầu là các đối tượng này bỏ chạy, vừa bỏ chạy mà vừa cầm vũ khí là bắn trả lại. Mấy thằng này anh cần? 4. Trong khoảng mấy chục phút là chúng tôi đã bắt ngay và bàn giao lại cho tuyến sau để tiếp tục đưa về đấu tranh xử lý. Còn chúng tôi thì tiếp tục ra theo dấu vết và mở rộng cái phạm vi để ra soát tìm các đối tượng còn lại. 8 giờ sáng thì các lực lượng của công an huyện và lực lượng cảnh sát cơ động bao vây toàn bộ thôn 23, 24 của xã An Ninh, và đến khoảng 8 giờ 15 phút thì mũi chúng tôi phát hiện khoảng 20 đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực rẫy của thôn 24, và mũi chúng tôi đã khống chế được 3 đối tượng. Sao thằng chất tốt kia? Mày đứng mình bảo nó tốt. Bữa đi một đoàn là hình như 40 mấy người á. Người nghe tiếng súng chạy loạn toàn loạn. Chạy mấy đội đó hả? Đi cho mấy thằng. Đi. Chúng tôi tiếp tục truy theo dấu vết đến khoảng gần 2 km. Tôi phát hiện ra phía trước một đối tượng đang nấp tại gốc cây, đang hướng súng về tôi. Tôi ngay lập tức nổ súng thị uy và đối tượng giật mình nên là không kiểm soát được súng. Mà tôi ngay lập tức là khống chế đối tượng. 8 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 6, tổng hợp các mũi bao vây, 5 đối tượng đầu tiên đã bị công an huyện Chư Quỳnh
và Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ. Và đây cũng chính là chìa khóa để xác định danh tính, tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại. Chín giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 6, lực lượng Cảnh sát Cơ động Bộ Công an dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tư lệnh đã có mặt kịp thời, tiếp ứng, tiếp tục truy bắt nhóm khủng bố đang lẩn trốn sâu trong rừng. Thông tin là quần chúng nhân dân cung cấp đấy là đối tượng đang lẩn trốn không ở trên địa bàn huyện Chư Quynh nữa mà đi các địa bàn khác, Cờ Rông Bắc, rồi ở là E Hà Leo, rồi ở Buôn Hồ, rồi ở trong E Súc. Cho nên là có những cái thông tin đó là chúng tôi là khi lãnh đạo công an tỉnh phân công là chúng tôi triển khai lực lượng cùng phối hợp với công an các huyện để rồi là ta triển khai để vào bắt. Khi mà quần chúng dân phát hiện là các lực lượng phát hiện đó thì lại đối tượng là di chuyển được khác, cho nên là cũng rất là khó khăn cho chúng tôi là khi mà chúng tôi tiếp nhận thông tin là đến thì lại là đối tượng đã di chuyển được khác, và cũng để lại những cái vấn đề chẳng hạn như đối tượng là ăn uống rồi tất cả các bước ở trong cái khu vực rừng cà phê đó thì lại là chúng tôi phát hiện nhưng mà lại là đi nơi khác, di chuyển thường xuyên, di chuyển biến động chứ không thể nằm một chỗ cố định. Có một công chí A là phía đầu trên này, được chưa? À, còn tổ 2, tổ 4 là các ông chí là xe dưới này nha. 2, 4 anh xe xe qua trái, nghe xuống trái. Sau đó xong là các ông chí phải nghe mình là chỉ huy nha. Các ông chí rải quân ra. Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội này thì là cũng là người tài chủ. Họ rất là thông thạo địa bàn. Lại việc mà cắt đường, ngụy trang thì cũng rất là giỏi. Các đối tượng có vũ khí được ngụy trang ẩn nấp trong các dãy cà phê. Bọn chúng ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng và đã có những tình huống rất nguy hiểm. Gốc ca, gốc ca. Lên. Gốc ca bên kia. Gốc ca thứ hai. Nghe đối tượng lên đạn súng để chuẩn bị tấn công chúng tôi. Cho nên là tôi ngay lập tức là tôi nổ súng. Tôi nổ súng thị uy. Các đối tượng lúc này là bỏ chạy toán loạn, đồng thời vừa chạy vừa bắn trả lực lượng truy bắt. Khi nghe tiếng súng thị uy, một đối tượng nấp dưới gốc cây cà phê cạnh đó đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Lực lượng truy bắt phải mang đối tượng này trên vai và dẫn giải một số đối tượng khác vừa bị khống chế đi xuyên rừng. Khi về đến trụ sở công an huyện Chư Quynh thì đối tượng mới tỉnh lại. Với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng vây bắt và sự giúp sức của quần chúng nhân dân, số lượng các đối tượng bị bắt ngày một tăng lên. Thời tiết là mưa. Mưa, thứ hai nữa là cái đường nó lầy lội và cái khu vực cà phê tiêu rồi rất là nhiều cây cối. Mặc dù khó khăn như vậy nhưng mà phải cố gắng sao để rồi ta bắt đối tượng để xử lý. Nhưng đồng thời cũng phải là đảm bảo an toàn cho cái lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Những khi mà có thông tin là chúng tôi phải là triển khai là bao vây để rồi truy bắt. Thôi phát hiện cái còi một trệt một lầu thôi. Nhiều khi là anh em chỉ ăn tạm một ổ bánh mì buổi sáng thôi, có thể đi xuyên suốt cả ngày ở trong truy quét ở trong rừng, tập kết về ăn cơm thì tầm cỡ 7-8 giờ tối, có thể là khuya hơn. Truy quét thì gặp trời mưa thì anh em nó quần áo thì cứ ướt rồi lại khô, nhiều khi là đêm là thường trực rồi là tuần tra xung quanh cái địa bàn đó. Ngày 12 và 13 tháng 6, lực lượng chi viện của Bộ Công an tiếp tục vào tiếp ứng. Lúc này, lực lượng truy bắt nhóm khủng bố bao gồm Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Đặc nhiệm, Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng đặc nhiệm quân khu 5 và các đơn vị nghiệp vụ khác dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Chỉ trong 3 ngày, 11, 12 và 13 tháng 6, hơn 50 đối tượng đã bị khống chế. Tôi là người đầu tiên một nổ súng. Tất cả anh em của chúng tôi đã bắn hết công an xã bên đó. Em có tham gia tổ chức
vào tấn công vào cơ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tul, huyện Chư Quynh. Họ có giao cho em một khẩu súng AR với lại 120 mấy viên đạn. Thì em có nổ một phát súng xong thì em chạy lên đập phá. Tôi thấy việc làm của tôi đã vi phạm rất nghiêm trọng. Và tôi cũng khuyên những người đi theo tham gia trong tổ chức này hãy mau đầu thú. Vào lúc 16 giờ ngày 13 tháng 6 năm 2023, hai đối tượng cầm đầu đã bị bắt giữ khi đang ẩn náu trên địa bàn xã Cư Ebu, thành phố Buôn Ma Thuột, là Istonie mang quốc tịch Mỹ và Herwen Eban. Theo lời khai, các đối tượng sau khi phạm tội sẽ tập trung về khu vực đồi độc lập thuộc địa bàn Buôn Ia Kunak, xã Ia Cơ Thùa. Trùng hợp với thông tin lực lượng truy bắt phát hiện có khoảng 20 đối tượng được trang bị vũ khí để di chuyển về phía đồi độc lập. Trên cái phạm vi đồi độc lập thuộc Buôn Cân Niết xã Ea Tua là diện tích khoảng 80 hecta đấy, chiều dài là khoảng 1,5 cây, 1.500 m và chiều rộng khoảng 600 m. Thì trên đấy thì trên đồi độc lập đấy thì điều kiện tự nhiên là đồi là nó chỉ có một đường độc đạo vào. Trên đồi thì là chủ yếu là trồng cây cà phê và cây hồ tiêu với các cái cây rừng còn để lại. Còn xung quanh thì là bao bọc bởi ruộng và suối. Cái ruộng này trong cái mùa mà nhân dân đã thu hoạch nó rất là trống, bùn lầy, và để tiếp cận được đồi độc lập ấy thì phải qua một cái buôn cần thiết. Báo cáo anh là bây giờ mình sẽ triển khai là cái này dọc tới này, dọc cái này sau khi chờ lệnh lúc đó là mình là tấn công, là mình tấn công. Còn bây giờ mình bao vây đó. Đúng rồi. Đấy, báo cáo anh là cái chỗ này thì xin ý kiến anh. Rồi. Rồi bây giờ này anh muốn là gì đâu? Các tổ có tổ trưởng hết rồi. Việc này, bây giờ tổ 1, tổ 2 đi với tổ 2, tổ 4 của K02. BK02. Tổ 1, tổ 2 là BK02 đi với tổ 2, tổ 4 của K02. Được chưa? 1, 2 đâu? Đi đây. Anh dẫn kéo rồi. Anh mấy người. Xuống dưới này trước cho anh cho nó khỏi rối đội hình. Đi mình ép vào trong đây, ép mọi người vào trong đây để dưới đây. Ngay trong đêm ngày 13 tháng 6, hàng trăm chiến sĩ đã bao vây toàn bộ đồi độc lập nhằm kiểm soát không cho các đối tượng lợi dụng đêm tối rời vị trí đang ẩn nấp. Alo, tổ 1, nghe rõ trả lời. Tổ 1, nghe rõ. Đồng chí báo cáo tình hình. Chỉ huy, tổ 1 đang trên đường tuần tra chưa phát hiện dấu hiệu thì khả nghi nên tiếp tục tuần tra tiếp, báo cáo hết. Alo, tổ 2 nghe rõ trả lời. Chỉ huy. Tình hình tổ tuần tra trên địa bàn số 2 phát hiện một số vật dụng cá nhân khả nghi trên đường và có dấu hiệu cắt kẹp gai. Thì cùng chí. Thì đồng chí hai tổ tiếp tục chỉ huy thực hiện tuần tra theo kế hoạch. Đó. Ngày 4 thì lực lượng K02 và phòng cảnh sát động tất cả các lực lượng để bao vây cái đồi độc lập. À, xác định là đối tượng hiện tại đang là còn là trên 20 đối tượng có cái vũ khí đang ở tại cái đồi độc lập đấy. Là chúng tôi sẽ tổ chức bao vây. Sáng sớm ngày 14 tháng 6, đồng chí Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trực tiếp chỉ huy trận đánh trên đồi độc lập với yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng vây bắt và đảm bảo an toàn cho các đối tượng để phục vụ công tác điều tra sau này. Liên về cái địa hình ở trên này này là từ chỗ này sang đến chỗ này là một khoảng cách rất là xa và ít người có di chuyển được qua bên này. Xác định là ngay ban đầu là cái đồi độc lập này là đối tượng ở đó sẽ có những cái người cung cấp lương thực và có những cái vấn đề là để nắm tình hình để thông báo cho đối tượng, cho nên chúng tôi lại có cùng các lực lượng là có bắt cái đối tượng đó và xử lý và không chế, cho nên là đối tượng ở trong đồi độc lập là lúc đầu là không
không biết là cái vấn đề là chúng tôi tấn công vào. Đấy, sau đó xong là chúng tôi tấn công vào thì cho đến trưa là sau khi phát hiện những đối tượng là tất cả các lượng bắt cái nhóm đối tượng này và đối tượng nó dùng súng tấn công lại lực lượng ngày ngủ thì chúng tôi đã bắt tổng cộng là 20 đối tượng. Thu cái vũ khí, trong đó là có những cái vũ khí AR-15, tới cả những cái mà vỏ đạn mà các đối tượng để tại hiện trường như thế nào ra sao là bắt để chứng minh là những cái vấn đề những đối tượng đã gây ra cái việc này ở tại huyện Chư Quynh. Với kế hoạch vây bắt khoa học, lực lượng vây bắt nổ súng thị uy và khống chế các đối tượng an toàn tuyệt đối, không đối tượng nào bị thương. Từ lời khai của các đối tượng cho biết, nhóm khủng bố hiện còn 6 đối tượng vẫn đang lẩn trốn ở bên ngoài. Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với 6 đối tượng này. Ngày 21 tháng 7 năm 2023, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khống chế, bắt giữ được cả 6 đối tượng. Trong đó, 3 đối tượng bị bắt trên đồi Độc Lập khi bọn chúng đang quay trở lại khu vực này lẩn trốn. Ba đối tượng còn lại cũng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Ea Súp. Tinh thần của cán bộ chiến sĩ rất là cao và sự hiệp đồng giữa các lực lượng phải nói là rất là chặt chẽ, cho nên là trong quá trình là chấp hành cái mệnh lệnh của lãnh đạo chỉ huy, đồng chí tư lệnh, đồng chí phó tư lệnh, đồng chí phó giám đốc và các đồng chí là đã được chỉ huy tại hiện trường là chúng tôi là chấp hành mệnh lệnh nghiêm để rồi triển khai và vây bắt đối tượng để phục vụ trong công tác xử lý sau này. Sau 40 ngày đêm quyết tâm cao độ, Công an tỉnh Đắk Lắk và lực lượng hỗ trợ từ các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an cùng sự giúp sức đắc lực từ quần chúng nhân dân đã bắt gọn nhóm khủng bố gồm 82 đối tượng và 10 đối tượng che giấu tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối lực lượng vây bắt và tất cả các đối tượng, ngoại trừ một đối tượng đã quyên sinh trong khi lẩn trốn. Với sự quyết tâm truy bắt các đối tượng đến cùng, hình ảnh người chiến sĩ công an không kể ngày đêm, không quản ngại hiểm nguy đã để lại những hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.